mệnh danh là trái tim của Hàn Quốc, nơi không chỉ có những tòa nhà cao trọc trời mà còn có những khu trung tâm mua sắm sầm uất. Bên cạnh đó, với những ngôi làng cổ bình yên, thơ mộng cũng là một điểm đến khá thú vị cho du khách. Thử một lần đến với Hàn Quốc, chúng ta dạo bước trong một khu làng cổ, bỏ qua tất thảy những muộn phiền lo toan của công việc. Dạo bước dưới trời mưa như thế này chắc chắn là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời của du khách. Cảm thấy giống như em được trải nghiệm những bộ phim cổ trang vậy á. Cảm thấy thú vị, cảm thấy là đây là một trải nghiệm đáng nhớ và một trải nghiệm phải đi một lần nếu như mà đã đến Hàn Quốc. Lót mà kinh lót. Đây, mua món để mà mình sẽ ăn đặc sản của Hàn Nằm ở thành phố Yeongin, tỉnh Gyeonggi, làng văn hóa dân gian Hàn Quốc là một trong những ngôi làng văn hóa rộng lớn của đất nước này. Và đây là một trong những địa điểm tái hiện trung thực lịch sử xã hội của Hàn Quốc dưới thời kỳ phong kiến. Và nơi đây thì thường được sử dụng làm bối cảnh trong những bộ phim cổ trang nổi tiếng của đất nước này. Thì mình thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp. Bây giờ mình mới biết là Hàn Quốc không chỉ có sự náo nhiệt mà nó còn có một cái rất là lắng động và yên bình. Sau này có điều kiện mình sẽ dắt thêm người thân của mình đến đây, như là ba mẹ của mình hoặc anh chị gì, có thể mặc hanbok và có những tấm hình thật là đẹp, thật là lắng động, quay ngược về quá khứ để chúng ta có thật là nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau khi mà đến Hàn Quốc. Tạm rời xa những ngôi làng cổ yên bình mang đậm nét văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, du khách trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn ở Seoul như bảo tàng K-pop, trung tâm sâm, trung tâm tinh dầu thông đỏ, tháp truyền hình Nam Sang và thưởng thức những phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Được xem trực tiếp các cái chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật ở đó. Và tại vì ở đó trực tiếp xem cái không khí đó, xem người Hàn Quốc và tại cái sân khấu đó thì mới cảm nhận được rõ ràng văn hóa, cái tình cảm, cảm xúc và cảm thấy thấy thú vị hơn rất là nhiều. Nhìn chung sau dịch Covid-19, du khách có xu hướng đi du lịch chậm nhiều hơn, tận hưởng nhiều cảnh quan thiên nhiên và mua sắm nhiều thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Chính vì thế, ở các điểm du lịch, công ty Togo đã thay đổi, thiết kế lại lịch trình tham quan phù hợp hơn với nhu cầu của du khách. Và Lan Nhi thì đang có mặt trong khuôn viên của tháp truyền hình Nam Sang. Đây là một địa điểm check-in khá là quen thuộc với những du khách trẻ tuổi. Tuy nhiên, về phía công ty du lịch Togo cũng đã có những thiết kế, những trải nghiệm để không chỉ phù hợp với những người trẻ đâu mà cả những người lớn tuổi cũng có thể trải nghiệm tại địa điểm du lịch này. Anh có thể chia sẻ đôi chút ạ? Ok. Xin chào Lan Nhi và xin chào các bạn. Thật ra tháp truyền hình Nam Sang là một trong những cái địa điểm mà chúng ta khi đến với Hàn Quốc chúng ta đều nên đến. Cái thứ nhất là khi đến với tháp truyền hình Nam Sang, mọi người có thể được nhìn thấy toàn cảnh của khu vực Seoul. Các bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà cao trọc trời cũng như các bạn có thể nhìn thấy được là những cái không gian bên dưới. Với những cái du khách trong cái tour cao niên cao cấp của Togo thì những du khách sẽ được đi bởi cáp treo. Khi mà tụi mình sẽ được đi hai chuyến là tuyến lên và chuyến xuống luôn. Và khi như vậy thì du khách chỉ cần bước một bước chân thôi. Các bạn lên trên cái pon xe, lên cái cáp treo ấy. Sau đó thì các bạn sẽ được đi di chuyển thẳng lên trên tháp truyền hình Nam Sang luôn. Và chúng ta không cần phải bắt hai chuyến xe buýt, thậm chí là 4 chuyến xe buýt. Thì các cô chú cũng có cơ hội trải nghiệm ở đây nó được cái thời gian dài hơn. Cũng như là mình có thể trải nghiệm được cái không khí của người dân bản địa tại tháp truyền hình Nam Sang. Thì với điểm đến Seoul lần này với 3 ngày, thì một trong những yếu tố mình đánh giá cao với tour này đó chính là việc thiết kế những cái món ăn phù hợp với đại đa số đối tượng và trên hết là tôn vinh được cái yếu tố ẩm thực truyền thống của người dân Hàn Quốc.
Đến với Seoul không chỉ đến với một thành phố năng động hiện đại, mà với những du khách lớn tuổi sẽ có những trải nghiệm thực sự tuyệt vời, mang đến một cảm giác bình yên, thơ mộng và rất lãng mạn tại thủ đô Seoul này. Và với những người trẻ, chúng ta hãy thử một lần đưa ba mẹ và gia đình của mình đến du lịch tại thủ đô của đất nước Hàn Quốc để có cho nhau những kỷ niệm thực sự tuyệt vời và chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng mới lạ.